Chiều ngày 6 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ cháy bãi xe ở khu vực. Trước đó khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, bãi xe có địa chỉ ở số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích khoảng 1.100 m², chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh quản lý bị cháy. Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa rào chắn ở đầu đường Hiệp Bình, quốc lộ 13 và trước trường mầm non Hoa Hồng 3, phường Hiệp Bình Phước. Hơn 15 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt được ngọn lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên hàng ngàn xe máy, xe tải, ô tô trong bãi xe bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã bảo vệ ngăn cháy lan sang 3 xưởng gỗ, 1 dãy nhà trọ và các nhà dân xung quanh.